Cháy rồi, cho này nướng cháy rồi. Hello cả nhà, hôm nay tiếp tục ra biển chơi cho mùa hè đó. Được có mấy ngày nắng thôi, nhưng mà hôm nay bị gió. Thì hôm nay đội mình ra đây ăn gỏi cuốn nha cả nhà. Giờ giới thiệu thôi, bữa nay nhà mình ăn cái gì nha. Biển 8 giờ tối nữa cả nhà. Chắn gió hả? Bỏ cái đồ cái lò vô nướng cho nó đỡ gió hả? Cút tay đi. Mặt trời lạnh này đi làm về đi ăn nè cả nhà. Ngon ha. Đấy, trứng nào. Tôm, thịt. Hấp dẫn không? Bánh hỏi. Đấy. Có bia đây. Có Lý hả? Nó che gió được này. Đó. Che gió này nướng thôi. Ngon đấy. Đấy, có Lý không? Mang cái này ra để cuốn này có Lý không? Đó, đây nè, cái đĩa này cả nhà. Đấy. Để lên, nhúng từng lớp để lên. Để chị ấy ra cho. Cầm cái này để lên xong nhúng tiếp cái nữa. Chị vặn mãi không ra đấy. Chuyện đâu nặng lắm. Múc một vừa thôi, cây vừa chấm luôn vào đấy, múc luôn vào đấy nhá. Nhá. Hả? Múc luôn vào cái bát đấy chứ lấy bát này nữa làm gì? Có hiểu không? Đấy, để lên từng lớp rồi nè anh. Sao nó tới luôn. Rồi, cái nữa. Đó, được chưa? Nó có một cái hũ mắm mắm luộc vị cảnh nè, ăn cuốn thì phải có mắm luộc vị cảnh nha cả nhà. Gió quá trời gió luôn. Em nghỉ tại giờ đi mà ngồi đi. Thịt nè, tôm nè, bánh hỏi nè, mình ngồi mình che đó. Trứng nào, một túi rau thơm để ăn ăn cuốn nè cả nhà, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Tự nhiên bên gió nổi lên chắc mai mưa gì đây. Tí nữa là nướng mực khô nữa cả nhà. Ừ, ngon nha, ngon ha. Đấy, sốt thịt nè, bò à. Thì Dương đem từ Việt Nam qua thì mực chắc đồ Việt Nam ấy. Cái bánh của em đâu? Ngoài trời nè, đi biển ăn gỏi cuốn ở nhà, nước chấm thần thánh nè. Nên là ai ăn tự quấn thôi. Ra biển nắng gì cũng ngon á. Ngồi vô. Anh luộc hai mẹ cũng bị ấy, mẹ đầu nhã mẹ này cũng bị ấy nè. Cái loại này. Có người chính xác là nó ngửi thấy mùi bạn gái cũ của anh Thái nó chạy hết. Anh Thái ạ. Nó ngửi thấy mùi bạn gái cũ nó chạy hết rồi. Đâu nó ngửi mùi mùi. Nên là phải bỏ vô đây. Nằm trong cái bánh xe đó. Nóng rồi lấy đứa không ngủ. Thì tao đem một tí nước mắm ra bếp bên đỏ đỏ rồi tao nhọt một phát là phá chạy tình là mình nấu ăn chắc khi mua xong rồi thôi. Dành nhà, nhà của mình là vô gia cư nghe không có nhà đây là chưa đây là chưa mấy
Tuấn hay ra biển ăn à? Anh đang ăn ở khách sạn ngàn sao nè. Có cái cô bé mà cô bé ngăn 21 tuổi nè, cũng đây ăn thạch thẻ gọi con là ngon nhất thạch thẻ mà đừng có mình dọn dẹp mình đừng có vứt rác mình dọn thôi. Cô bé Dương này là phá đồ mà phá gì em phá nước chấm em buông đi rồi cho anh đếm ấy. Ăn đi, ăn thoải mái rồi uống nước. Em ăn nổi là ăn xanh. Thấy không? 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 Người mình trong chưa khoai hả? Khoai được ngon. Anh trái ba ngon. Thấy Nguyên bữa ông Thành ấy. Đồ hoa cũng ngon lắm. Mấy người nó pha ngon. Đây là có sẵn rồi nè. Chưa kìa. Dạ. Quấn em. Em quấn đấy rồi. Giờ cũng ăn cơm miếng gì. Em mập bánh đi đó. Ở rồi. Ừ. Ừ, mực mực nhau. Yeah. Nhau kìa, mực kìa. Đây bia. Bia lột mực. Anh nói lên. Ngồi đi, chơi đi. Bia mực là đúng. Bia với mực là ngon luôn á. Em thử món nước chấm này đi. Được không? Em dừa lắm. Nhưng mà nó thua cái của anh Thái thì nó không có mùi bạn gái cũ. Ngon quá chị Trang ạ. Ngon mà. Mắm này ăn là ăn quen số nhà đấy, không phải ấy đâu. Rau ngon quá trời luôn nè. Rau cũng ngon. Dạ, rau cảm ơn người trồng rau nhé. Đàn đồng nữa mà. Bởi vì trước khi 1 năm vô. Anh Lục là làm thứ hai. Hồi lúc mà chiên trứng nó là sôi luôn. Nó cũng bị nhão rồi đây. Nhưng mà ok vậy á. Vậy em bên ngoài đấy chứ bên trong khô lắm. Bữa nay là vừa chơi. Ăn ăn khô ở dưới. Có rau ăn ăn dưới. Mà không có ở dưới. Khói vậy hả? Này ăn đi nè. Đưa máy. Ăn quà đi. Quay cho này kìa. Ngồi ăn cái tướng thấy ghét không? Ngồi cái tướng thấy ghét không? Cô ấy như tin mà. Nó còn bình thường em làm 8 xăng. Ăn quay bò ăn. Tới gần. Được, em cũng vẫn làm. Mua tới bên thì em đang nó qua đây ăn luôn này. Bia mực ngon. Từ Việt Nam nghe. Đi nước nướng nữa là khô đấy. Em đặt tiền mà. Nhất thì nhất của cháu em là chỉ chưa giấy tờ với chị có ký thôi. À bán cua gửi giấy với ký đấy cho làm gì đâu. Chúng ta nói nó phải có cái dấu ở đấy chứ quán đồng. Ba cái ba. Hả? Không phải bác ba nở cái gì được. Thế ba nở em ra gửi đây là ngon như cả nhà. Mời cả nhà. Anh cứ để số lại nhé. Bán mạo danh nhưng mà có của anh nè. Đây. Em muốn hết tiền. Em mà trả tiền em phải ăn. Tiền dứt giấy tờ về mà chấm. Chấm không chấm cái chập chéo cái ngon kìa. Chập chéo hả? Có rồi. Đã. Đang làm. Trời lặn đẹp không cả nhà? Vui ăn được ngon mà vui mà. Ừ. Ăn được nhiều nữa. Bà vừa. Johnny bán bao nhiêu một cái xúc xích cái? Hả? Bán mấy đồng? Hai đồng một cây. Không đồng. 5 đồng. Không đồng. Ồ. Ngon nhỉ. Không đồng. Bò đã nướng xong. Tết à? Hấp dẫn không? Mực khô. Mực khô với bia. Mình ra tới đây mình đuổi nó đi hết. Mày ăn được không?
Ngày mai mà ra đây ăn nữa đòi ăn lẩu chắc chạy chiếu dưới đất rồi. Có chiếu cái gì? Hả, có nhà. Chiếu mà, nhà có chiếu mà. Cú xuân cho mẹ. Đi đánh cốp về bây giờ múc băng gọi cuốn ha. Nói gọi cuốn có cái gì? Này cơm cháy à? Cơm cháy với gì? Sốt xịt à? Ăn cơm cháy với sốt xịt à? Gọi cuốn đi. Gọi cuốn à? Ngon không? Chấm vô mắm này. Chấm vô mắm gì? Mắm ruốc gì cạnh? Mắm ruốc hả? Mắm ruốc hả? Đâu? 9 giờ rưỡi tối rồi. Cả nhà nhìn trời còn sáng nè. Cái view này rất là đẹp, biển nè. Ở bên kia là đảo cả nhà. Bên đảo á, cái dàn đèn đó là bên đảo á. Nếu mà đi xe mà chạy qua thì khoảng nửa tiếng 25 phút. Còn đi phà thì mình xuống cái cầu, mình lên phà, mình đi qua bên đó một tí. Bên đó cũng đẹp lắm rồi nha. Quán sát vô. Just change. Kéo vô được. Kéo qua mình kéo lại được chứ hả? Ừ. Lấy cái bàn bên nhà dì Lan với mua cái dù Costco dăng ra một góc này nữa cho mấy đứa nhỏ ai ngồi vô, chị ngồi thì ngồi. Cái này mực khô hả? Mực khô. Do I have your... I made that band for all of the things, dummy dog. Rẻ. If I'm more like my... Mua mới là mấy trăm hả? The newest ones, the good ones. Mà này con chỉ beginner, con mua... Thì vậy thôi. If I want to get the new ones, it'll be like hơn 500. Rồi, mọi người đi về hết rồi. Bây giờ dọn dẹp đi về. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Thank you, bye bye. Lúc chiều vắng khoảng một tiếng. Có giờ ăn cơm? Có. Lời xin lỗi nói ra lòng. Yêu thương không đậm sâu.